còn nhỏ, được dạy rất nhiều về việc đàn ông phải gánh vác nhiều thứ, nhưng không một ai nói rằng thế giới bạc bẽo với đàn ông, nhất là khi họ chưa thành công. Khi đàn ông buồn, phần cuối, càng trưởng thành, đàn ông càng thấu hiểu sự lạnh nhạt. Một cái ôm, một câu tán dương sẽ không bao giờ có nếu như bạn thất bại và chưa chắc đã là thật lòng ngay cả khi bạn đã thành công. Đàn ông cho đi rất là nhiều để nhận lại tình cảm, nhưng để bộc lộ được nỗi lòng thì dù có tiền hay không có tiền thì nhất định không được nói ra. Bởi vì mọi người luôn nói là một người đàn ông thì phải cứng rắn. Tất nhiên là vẫn muốn được bảo vệ, che chở cho người họ yêu. Nhưng đôi lúc tự hỏi khi nào mình sẽ được đối xử ngược lại, được thấu hiểu và được vỗ về nhỉ? Lúc chưa có tiền thì sợ yêu vào làm khổ người ta, đến lúc có tiền rồi thì lại tìm mãi không tìm được ai khiến mình xao xuyến như khi trước. Thậm chí đôi lúc còn hay hoài nghi rằng liệu đối phương đang yêu mình hay là yêu cái dáng vẻ thành công của mình bây giờ. Đàn ông trưởng thành buồn là chuyện chắc ai cũng sẽ trải qua, ai cũng sẽ im lặng và chỉ giữ cho riêng mình họ thôi.